Thưa quý vị, tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn, nhưng nó vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ và đẩy nhiều gia đình rơi vào tấn bi kịch. Mới đây nhất trên địa bàn tỉnh Bình Dương vừa ghi nhận xảy ra vụ va chạm kinh hoàng khiến hai vợ chồng công nhân bị cuốn vào gầm xe tải dẫn đến tử vong. Chứng kiến hiện trường vụ việc, ai nấy cũng phải xót xa. Tối ngày 29 tháng 7, công an thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến hai người tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày tại đoạn đường cổng khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Nạn nhân là hai vợ chồng làm công nhân đang trên đường đi làm về. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải lưu thông trong khu công nghiệp Mỹ Phước 3 hướng ra quốc lộ 13. Khi xe tải đi đến đoạn giao với quốc lộ 13 thì tài xế cho xe rẽ phải vào Đúng lúc này, xe tải xảy ra va chạm với xe máy chở hai vợ chồng. Cú va chạm mạnh đã khiến cho xe máy bị cuốn vào gầm, cả vợ chồng ngã ra đường và bị xe tải tông trúng dẫn đến tử vong tại chỗ. Theo ghi nhận, thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời đang có mưa lớn. Qua vụ việc này, người điều khiển phương tiện trên bất kỳ tuyến đường nào cũng cần biết tự bảo vệ bản thân bằng cách nâng cao ý thức, tự giác chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, chạy đúng tốc độ quy định, đặc biệt cần chú ý quan sát tuyệt đối không phóng nhanh vượt ẩu để tai nạn giao thông không còn là nỗi lo và ám ảnh của bản thân gia đình và xã hội